Sự giàu có luôn luôn ở bên trong. Thì bài chia sẻ hôm nay Phương sẽ chia sẻ với cả nhà ba cái điều vô cùng đơn giản mà bất cứ ai chỉ cần có đôi tai để nghe và làm theo thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Mà những điều này thì vô cùng đơn giản ạ. Một người học hết lớp 3 hay lớp 5 hoặc đại học, giáo sư, tiến sĩ gì cũng vậy ạ. Thậm chí bạn không biết một chữ nào cũng có thể làm được luôn. Đây chính là điều kỳ diệu của cuộc sống. Các bạn không cần mong chờ điều kỳ diệu, sự may mắn ở đâu xa. Chỉ cần làm đúng ba điều này thì chính bạn là điều kỳ diệu của cuộc sống này. Điều thứ nhất là có tư duy giàu. Xưa giờ các bạn vẫn nghe muốn giàu thì phải có thói quen của người giàu. Đôi khi chúng ta chưa hiểu được cái thói quen giàu là như thế nào. Như là người giàu thì quyết tâm làm giàu, rồi người giàu hành động bất chấp nỗi sợ hãi, vân vân. Thông qua đó chúng ta biết người giàu có thói quen suy nghĩ và hành động như vậy. Nhưng cuối cùng thì chúng ta được gì? Chẳng được gì cả, ngoài việc chúng ta biết người giàu suy nghĩ theo cách của người giàu. Như chúng ta biết người giàu quyết tâm làm giàu thì làm sao chúng ta có được cái lòng quyết tâm này? Thì đây mới chính là cái vấn đề của chúng ta. Phương nói cho cả nhà nghe cái điều kỳ lạ này. Người giàu chưa bao giờ biết là họ quyết tâm làm giàu đâu ạ. Hay họ cũng chưa bao giờ biết là mình đang hành động bất chấp nỗi sợ hãi đâu các bạn. Chẳng qua chúng ta phân tích để hiểu vậy thôi, để từ đó chúng ta học hỏi và ứng dụng trong cái cuộc sống của mình. Bởi vì tất cả đều là thói quen, chính cái thói quen đó tạo ra một con người. Cho nên người giàu chỉ hành động theo thói quen đó thôi, chứ chưa bao giờ người giàu khi làm gì họ nghĩ là tôi quyết tâm làm giàu đâu các bạn. Con người của chúng ta là tạo vật của thói quen, thói quen sẽ định hình con người chúng ta. Mà thói quen giàu nó chỉ nằm gọn trong tư duy của mỗi con người, và nó chỉ nằm trong vài câu ám thị cơ bản thôi. Đó là tôi sẽ làm được, người khác làm được, tôi cũng làm được, chắc chắn sẽ có cách để làm được việc này, vấn đề này sẽ có cách giải quyết. Chỉ như vậy thôi các bạn. Chỉ cần các bạn luôn nhớ và ứng dụng những cái câu ám thị này thì các bạn đã có tư duy giàu, thói quen tư duy của người giàu. Điều thứ hai là nó thuộc về thói quen hành động trong lĩnh vực tài chính. Đó là để lại cho mình, hay các bạn nghe một cái câu khác đó là trả cho mình trước. Điều này có nghĩa là hãy để lại dành riêng cho bản thân mình một phần tiền mà các bạn làm ra. Và để lại cho mình để làm cái gì đây? Để lại cho mình không phải cái kiểu là dành ra một số tiền trong một tháng lương rồi sau đó các bạn ăn chơi mua sắm cho hết đâu các bạn. Cái cách thực hiện của nó là như thế này. Nếu một tháng lương của bạn chỉ có 5 triệu đồng thì trước tiên hãy dành ra 1 triệu cất riêng ra, có thể gửi vô ngân hàng theo cái kiểu tiết kiệm hay bạn gọi là tài khoản dành để đầu tư cũng được. Tháng nào cũng phải để dành ra như vậy. Chúng ta để dành ra như vậy á để làm cái gì đây? Thì chúng ta dành ra một số tiền như vậy để chờ cơ hội và chắc chắn sẽ có chỗ để sử dụng nó. Tiền thì chưa bao giờ dư thừa đâu các bạn. Trong cái cuộc sống của chúng ta, cơ hội nó có thể đến bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta phải có một số tiền dành ra như vậy. Phương ví dụ như thế này, bạn nhìn thấy một món đồ được bán với giá rất mềm, bạn muốn mua nhưng bạn không có tiền thì làm sao? Thì đành nhìn nó về tay người khác, còn bạn thì tiếc nuối. Rất nhiều người bị như vậy. Hay ví dụ, những khi đất đai hạ giá rẻ thì lại không có tiền để mua, đến khi có được chút ít tiền á thì giá cả của nó đang nằm ở trên trời. Các bạn thấy đó, cuộc đời bao nhiêu con người nó như vậy đó. Rồi sau đó cứ than à, cơ hội thế này mà không có tiền đành chịu. Mà không phải trong cái vấn đề đất đai, nhà cửa, bất động sản đâu các bạn, mà rất nhiều thứ khác nữa. Vì vậy chúng ta nhất định phải để dành riêng ra một số tiền hàng tháng của các bạn gửi vào ngân hàng, để đó chờ thời cơ. Một tháng 1 triệu thì 10 tháng chúng ta có 10 triệu và cứ thế tăng lên theo thời gian. Khi các bạn chưa nhìn thấy cơ hội dùng đến số tiền này á thì để yên trong ngân hàng. Chúng ta sẽ hưởng được cái lợi ích của cái quy luật lãi suất kép. Và tiếp theo nữa là dành ra 1 triệu trong số tiền lương của các bạn phục vụ cho bản thân mình. Với 1 triệu này các bạn có thể hạ thấp xuống còn 500 hay 300 gì đó cũng được, để chúng ta chăm sóc cho cái bản thân mình, như đi mua sắm, ăn uống cùng bạn bè, người thân trong gia đình của mình. Nhờ cái ví dụ này Phương ví dụ là bạn có lương 5 triệu. Còn nếu như lương tháng của bạn thực chất cao hơn thì có thể để dành nhiều hơn. Ở đây Phương ví dụ mức lương 5 triệu ha. Thì sau khi trừ đi hai cái khoản để lại cho mình, tức là trả cho mình trước ha, thì bạn còn lại 3 triệu. Thì nhất định bạn phải chi tiêu làm sao cho đủ trong một tháng sau đó. Có nghĩa là một tháng tiếp theo bạn chỉ có 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, bằng mọi giá không được rút tiền để lại cho mình ra tiêu xài và cũng không được đi vay mượn để chi tiêu. Các bạn phải làm sao để cân bằng được chi tiêu trong một tháng vừa với lại số tiền còn lại của các bạn. Thì ở đây bạn phải có một cái công việc gì đó để làm. Còn các bạn mà vô công rỗi nghề thì Phương cũng không biết hướng dẫn các bạn làm gì nữa. Nếu như bạn chưa có việc làm á thì nên ám thị thường xuyên như sau. Tôi thích làm việc, tôi yêu công việc, tôi có việc làm phù hợp với tôi. Các bạn cứ ám thị như vậy rồi bạn sẽ có việc làm. Còn những ai không thích làm việc mình đang làm á thì nên xin vô những cái nơi có công việc mình thích và cũng nên ám thị như trên, sẽ có công việc phù hợp với bạn thôi.
Còn nếu bạn đang nằm trong cái hiện trạng là bất khả kháng, không làm không được, thì bạn nên thường xuyên ám thị vào tiềm thức của mình cái câu: tôi yêu thích công việc tôi đang làm, với công việc này tôi sẽ thành công, vì nó là chiếc cầu dẫn tôi đến và đạt được những mục tiêu tôi mong muốn và khát khao. Tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu của tôi bằng chính công việc này. Bạn cứ ám thị như vậy á, thì sẽ tạo ra được cái động lực để bạn làm việc và cái cuộc sống của bạn sẽ tốt lên từng ngày. Và những cái điều tốt đẹp sau đó như thế nào á, thì bạn sẽ tự hiểu, không cần Phương phải giải thích thêm cái chỗ này ha. Còn điều thứ ba, điều này vô cùng thú vị và ai cũng muốn làm điều này, già trẻ lớn bé gì đều thích cả. Và chắc chắn một điều là ai cũng đã từng làm rồi. Đến đây các bạn có thể đoán được cái điều thứ ba này là gì không? Để Phương tiết lộ cho cả nhà mình biết cái điều thú vị này, chính là đếm tiền. Các bạn nhớ là điều thứ ba là đếm tiền. Các bạn có thấy kỳ lạ không? Chưa có một người giàu nào mà không thích đếm tiền cả. Khi chúng ta thường xuyên đếm tiền của mình á, chúng ta sẽ biết được mình có bao nhiêu tiền và chúng ta biết tiền của mình chi tiêu ở những khoản nào. Bên cạnh đó chúng ta có cảm giác là tôn trọng và yêu thích tiền. Các bạn có bao nhiêu tiền trong ví không cần biết, cho dù bạn có rất ít tiền trong người, nhưng hãy thường xuyên đem ra đếm, đếm tới đếm lui mãi như vậy. Không phải chúng ta đếm như vậy là số tiền chúng ta đang có tự nhiên nó nhiều lên, mà mục tiêu là nó sẽ tạo ra cái cảm xúc của tiền bạc với tâm trí của chúng ta. Các bạn nhớ là cái luật ám thị á, nó thể hiện qua ba con đường chính. Đó là thông qua những gì chúng ta thấy bằng mắt, những gì chúng ta nghe bằng tai và cuối cùng là cảm giác của cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta đếm tiền thì mắt của chúng ta chỉ tập trung vào tiền, tay của chúng ta có cảm xúc với tiền và cái giá trị nữa đó là chúng ta có thể hình dung được cái hình ảnh của tiền bạc trong tâm trí của chúng ta. Đa số 90% con người chúng ta chỉ nhận biết tiền khi nhìn thấy nó. Chúng ta không thể hình dung được cái hình ảnh của nó khi chúng ta không nhìn thấy nó. Để chứng minh cái điều này, bây giờ các bạn hãy thử nhắm mắt lại và hình dung tưởng tượng cái hình ảnh của tờ tiền mà bạn đang sở hữu đó, coi thử có được không? Đa số đều không được. Nhưng mà khi chúng ta liên tục đếm á, thì chỉ cần nhắc đến mệnh giá của tờ tiền là ngay lập tức chúng ta hình dung ra được cái hình ảnh của tờ tiền đó một cách rõ nét và đầy đủ màu sắc của nó. Thì cái cách này rất hiệu quả để chúng ta thu hút được tiền bạc về với mình. Không những về tiền bạc mà bất cứ vật gì chúng ta muốn, chúng ta cũng đều có thể làm bằng cách này. Bạn muốn có một chiếc xe mà trong tâm trí bạn chưa có hình ảnh của chiếc xe đó thì bên ngoài đời sống của bạn sẽ không có nó. Chỉ khi bạn có ở trong tâm trí mình á, thì bên ngoài bạn chắc chắn sẽ có. Những gì bạn có trong tâm trí, bạn sẽ có trong đôi tay của mình. Còn nếu bên trong không có gì thì bên ngoài cũng sẽ như vậy. Đây là quy luật của cuộc sống. Hãy nhớ lấy điều này. Chúc các bạn thành công.